Nó đã sáng ra mắt rồi chưa? Thì cha con con Hero Hồ Vĩnh Sao năm nay 57 tuổi, và con đậu Tân Tòng năm nay 35 năm rồi. Và con lên con quê ở nhà thờ Thánh Tâm, ấp B2, xã Thành Lợi, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Con lên Sài Gòn này coi như là được 10 năm rồi. Rồi bây giờ con được ơn gì của Chúa, nói to cho mọi người nghe, nói to lên, mạnh lên, nhìn Thốt Nốt. Còn trước con có cái mấy 500 bài giảng của cha, xong rồi con ở Sài Gòn này có cô kia, cô đậu gốc, có bỏ đạo năm nay là 25 năm rồi. Thì cổ cũng muốn thích nghe lắm, cái con cho cổ mượn cổ nghe. Cổ nghe thì độ khoảng chừng 3-4 ngày sau, cổ nói cổ nghe xong rồi cổ cứ khóc không à. Thì cổ nói con chừng nào anh đi giáo điểm tin mừng. Cái con nói Chủ nhật tuần tới là tức là ngày 21 tháng 5 vừa rồi. Con có chở cổ lên đây, cái cổ lên đây cổ xin tội là cổ trở lại đạo. Cổ bỏ đạo năm nay là 25 năm rồi, cổ kéo theo là 5-6 người chị em của cổ trở lại đạo nữa. Rồi trong khi để cái ơn thứ hai đó, ơn thứ hai đó là cái máy của con đó, máy đấy đó con cho cái ông già kia, ông 80 mấy tuổi rồi. Ông bị liệt giường năm nay là ông bị tai biến á. Ông đi tới luôn không được, ông nằm liệt giường nữa. Mà con cho ông mượn, có ông nghe có đông mấy tuần lễ giờ là ông đứng lên ông đi được. Còn con thì riêng con thì ơn của con thì nhiều lắm. Có nhiều bệnh tật của con thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là trong người con là hết bệnh rồi cha. Bệnh cao huyết áp, bệnh bao tử tùm lum hết, mà bây giờ con hết bệnh rồi. À, con có mấy nhiêu lời nữa. Khi xem Chúa dùng một người Tân Tòng để cứu một người đậu gốc, ta thấy lạ. Một cái cô đậu gốc 25 năm bỏ Chúa, và cả nguyên một băng của chị em bỏ Chúa hết. Chú dùng một cái ông Tân Tòng ở bãi miền quê Thốt Nốt rồi mà đem về Sài Gòn để cái hạt giống Thốt Nốt mà đem về Sài Gòn để gieo, anh em thấy lạ chứ phải không? Tại sao chú dùng người Sài Gòn đi, tại sao cũng dùng người quyền cao chức trọng đi mà lại dùng cái ông già Thốt Nốt này mà lại là một người Tân Tòng này? Anh nói không có gì gọi là sắc sảo hay là mạnh bạo gì hết cả, nói đấy cái hạt giống mà lại là vô đúng cái mảnh đất tốt. Và chú dùng cái mảnh đất này, chú gieo lời của chú vào, và ông ấy cầm cái máy 500 bài giảng. Bây giờ thì không có 500 bài giảng mà là 365 bài giảng. Chú dùng đó để mà gieo lời của Chúa được thâu tóm ở trong 500 bài giảng của máy đợt trước, và bây giờ là 365 bài giảng của máy đợt này mới nhất, từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, với những chứng nhân và những bài hát chứng nhân mới nhất tại giáo điểm Tin Mừng đây mới nhất, để anh chị em đem đi mỗi người gieo những cái hạt giống lời Chúa này, như người anh em này đã cầm và đã gieo từ Thốt Nốt đi đến Sài Gòn, vào nơi một người 25 năm bỏ Chúa, để kéo người ấy 25 năm bỏ Chúa đi trở về với Chúa. Thế tuyệt vời không? Rồi sau đó cái người mà 25 năm bỏ Chúa lại tiếp tục gieo hạt giống lòng thương xót, sau khi đến đây xin tội lại kéo những anh chị em khác, những người đã bỏ Chúa để đến với lòng thương xót của Chúa. Ta thấy cái công việc gieo trồng nó vất vả lắm, chứ không phải là không. Gieo 25 năm mà nó không có chịu mọc gì cả, đợi chờ hoài mà không có chịu mọc, vì không có người chăm.
gieo rồi mà không ai chăm thì làm sao mà nó đâm bông được. Gọi là khi mà trồng thì phải nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, đúng không? Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, bốn cái đó cần phải có. Và không có người chăm, không có người tưới, không có người phân bón, không có người chăm sóc thì cái hạt giống đó nó cũng thôi chuột mà nó chết đi thôi. Nhưng hạt giống lời Chúa không bao giờ chết đâu. Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Không có, ân tình của Chúa không vỡ đôi. Không bao giờ, cho nên cho dù nó 25 năm thì nó vẫn cứ nằm trong đó. Nó chỉ chờ đợi gặp mưa xuống, gặp người đến gãy gãy đá tảng đa, gỡ gỡ cái gai ra là hạt giống đó đùm bùng kết trái. Rõ ràng cô ấy được hồi sinh và sinh thêm mấy cái hoa trái là những con người quay về với lòng thương xót Chúa nữa. Rồi anh có muốn đem tặng cho cô nghe máy không? Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn rất nhiều. Cái máy này về nếu mà con thấy người nào ấy con cho họ mượn nữa. Khi mà họ mượn á, mượn nghe ấy rồi là con lấy lại con cho người khác mượn. Là cái người mượn nó họ tức đó là họ đến đây họ mua cái máy của cha máy khác nữa. Là cha cũng có lợi trong đấy. Ôi, cái này tôi tặng cho anh đến đây thôi rồi rồi. Bật đây tặng cho anh. Anh này làm ăn được quá. Lời Chúa được tôi sinh hoa cái trái lời quá. Nhà có đầu máy không? Có đầu máy không? Không có đầu máy, không có DVD để coi chứng nhân lòng thương xót Chúa. Có xe không? Có xe. Rồi có xe thì để có móc khóa để mà chạy đem lời của Chúa đi. Rồi cuối cùng là phải có thêm một món quà nữa, đây là cây quạt Đức Mẹ, để Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với con nha. Rồi xin chúc lành cho người anh em này. Còn con.